Rồi thân chào cả nhà mình nha. Tôi là Hạ đến từ Mép Trứng Mít hôm nay chúng ta cùng theo dõi cái cái máy 300 và 500 trứng nha, cái hệ mới nhất 2024 nha. À, những cái máy trước mặt chúng ta đây thì nguyên cái lô này là của một anh tên Việt ở Bình Dương trong giới quý anh em mà chơi gà Mỹ chắc cũng biết anh này. Thì hiện tại là đang xây trang trại ở Dầu Tiếng thì nghe nói cái trại này đâu cũng cả triệu đô luôn tiền gà, tiền bất động sản cũng nhiều. Khá là đầu tư cũng khá là 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 nhiều tiền ha thì cái mẫu này là mẫu 2024 hiện tại đã phát hành bán cách đây khoảng tầm 6 tháng rồi thì do cái thời gian bận việc quá chưa có quay kịp hôm nay quay chúng ta cùng xem sẵn cái lô này ngày mai sáng là đi giao luôn à, thì ở đây là chúng ta có mẫu 300 và bên phải này là mẫu 500 trứng nha thì ở đây chất liệu là nhôm composite và mẫu mới này chúng ta sẽ có cái vách ngăn màu xanh này nó sẽ dày hơn là cái mẫu à, 2024 thì nó dày hơn cái mẫu 2023 nha thì à, Chức năng vẫn là tự động hoàn toàn, gồm có nhiệt độ inverter sử dụng thanh sửa của Mitsubishi, rồi đảo trứng tự động ha, hút xả nhiệt tự động, nước hút tự động, khử trùng bằng tia UV. Rồi bên cạnh đó nó sẽ có thêm nhiều cái tính năng phụ, ví dụ như là có thêm một cái bộ lọc không khí và khử trùng bằng uzon Thì cái bộ này nó sẽ giúp cho chúng ta ở trong nó sẽ khử hoàn toàn cái mùi hôi, mùi của gà nở đó, rồi nó sẽ diệt khuẩn rồi bên cạnh đó nó sẽ tạo tăng cường cái nồng độ oxy bên trong luôn nha thì khi mà gà nó nở thì nó cần cái lượng oxy rất là lớn thì nó sẽ tăng cường cái nồng độ oxy để cho trứng nó không bị ngạt luôn nha thì nó auto nó chạy một tiếng một hồn, nó chạy trong vòng khoảng 10 giây là nó ngưng nhớ việc rồi ở đây chúng ta thấy cái mặt điều khiển nó sẽ dài hơn là so với cái bản 2024 2023 thì cái bản mạch này nó sử dụng đa số là điện bình ha, điện 12V đã cái cái lượng tiêu hao điện năng của nó là nó tiết kiệm hơn mẫu năm ngoái là khoảng tầm 15 phần trăm <laughs> thì hàng này là bảo hành chính hãng của mít dính do mít phân phối độc quyền và có đăng ký thương hiệu thì những cái sản phẩm nào mà tương tự như vậy trên thị trường thì đều là hàng hàng nhái quý vị nha còn cái này là hàng chính hãng mít bảo hành 2 năm quý vị là hoàn toàn miễn phí chúng ta sử dụng đúng cách ha thì giá sản phẩm là có để bên dưới cái video quý vị bấm vào mình xem nha hoặc là bị bấm vô cái phần mô tả cái nhà bấm mô tả đó thì có cái đường link tới cái website của mép trứng mít bấm vào thì có cái bảng giá và đồng thời là những cái thông uh, số kỹ thuật đó, vị báo bấm vào đó mình xem nha cái nhà mình bấm vào đó xem nha thì cái đèn nó auto on off nha thì khi mình cắm điện lên nó khoảng tầm 2 phút là tự động nó tắt cái đèn đi nó tiết kiệm điện mà nó giữ cái bóng tối bên trong nhìn ấp trứng để nó tối nhiều ha cái nhà mình thấy là cái này có 3 khay, cái này 5 khay thì 5 khay là 500, 3 khay là 300, 2 khay là 200 và 4 khay là 400. Còn 100 trứng thì mỗi một khay nó là 56, là nó 2 2, 2, 2 tầng, gần trên và phần dưới là tổng cộng là 112, chúng ta lời thêm được 12 trứng nữa nha. Thì khi mình có mua hàng á thì cả nhà mình nhớ là bấm vô cái nút đăng ký kênh và bấm vô like video thì sẽ có những cái sản phẩm như sau, thì một là tấm thảm lót bên dưới để chống cái chân trượt, chống cái tật chân cái gà nó quỳ quýu lại ha. Rồi một cái nhiệt kế một cái đèn pin sôi trứng rồi ở đây là có một cái sổ hướng dẫn và một cái thẻ bảo hành rồi cái nhà mình nếu mà mua hai máy á hai máy thì sẽ được tặng theo cái hệ thống camera giám sát từ bên ngoài chúng ta có thể quan sát thông số kỹ thuật thông số máy chạy đảo trứng rồi chúng ta quan sát được gà con nở bên trong luôn thì chúng ta lắp cái camera quay giống như cái điện thoại giống như mà đang cầm cái máy quay vậy ha đó là chúng ta sẽ quan sát được hết toàn bộ và có thể là thấy được cái nước cái lượng nước là bao nhiêu luôn thì hộp nước này chứa được 10 lít nha thì thời gian sử dụng của nó được khoảng tầm một tuần đến 10 ngày tùy theo thời tiết cái mùa đông lạnh rét mùa mùa mùa, mùa tết này đó, thì thường là nó sẽ hao nước hơn và còn mùa mưa bắt đầu là nó sẽ ít hao nước với miền Nam thì mùa mưa là hầu như là cái thùng đó mình ta xài cả mẻ luôn ha cái này chúng ta xài à, sử dụng đó, thì cái nước tốt nhất là cái nước uống của mình là nó sẽ ít cái đóng cặn vàng hơn còn nếu mà dùng nước giếng hay là nước con tên nó sẽ đóng cặn phèn bẩn ở đây Và đồng thời nó hút vô bên trong, nó đóng bên trong, mà đóng vô quạt rồi này kia Thì thường à, đa số trong nước con tên thì nó có cái nước clo đó Cái à, nước da ben đó, HCLO quý vị ha Ở nhà mình ha thì nó sẽ đóng ở trong đó người ta vệ sinh nó khó còn nếu người ta sử dụng nước uống thì nó thời gian sử dụng chúng ta kéo dài được lâu và tăng cái thu thọ máy và đồng thời vệ sinh rất là dễ dàng nha thì bên cạnh đó thì ở đây có một bộ kẹp bình thì một bộ này cái thông số nó ghi 2000 w mà thật sự nó khoảng tầm 500 thôi 500 thì chúng ta sử dụng được cho khoảng hai cái máy nhỏ khoảng hai cái máy 100 hoặc là một máy 500 đổ về từ máy 200 đến 500 là một bộ này bộ này 500 rưỡi nghìn thì chúng ta sử dụng hai cái kẹp này chúng ta kẹp vô cái bình quy rồi cái đầu còn lại thì chúng ta cấm điện 220 hoặc có thể cấm cái ổ chia ra ở đây có cổng USB sạc điện thoại luôn nha 500 rưỡi thì cái bình khoảng tầm 30 mb thì chúng ta dùng nếu mà cái máy 100 trứng dùng cái ngày á thì nó dự phòng cho những cái trường hợp mà cúp điện á thì hôm nay chỉ quay sơ lược và báo giá thôi ha còn cái chi tiết bên trong rồi à, à, tất tần tật ngọn ngành nó thì sẽ quay những cái clip chi tiết sau ví dụ như review riêng cái máy 200, 300, 400 và 500, 600, 800, 1 nghìn nghìn hai nghìn rưỡi rồi hai nghìn, ba nghìn ha từng loại, từng loại sẽ có video thì nếu chúng ta mà nuôi gà hay là nuôi gia cầm nói chung nuôi gà nói riêng thì, thì một cái chiếc máp là không thể nào thiếu được trong gia đình chúng ta tại vì gà mái nó đẻ con này nhảy ổ con kia hai ba con ấp chung một ổ rồi chân nó lắm bùn nó ấp lên nó hư rồi. Đặc biệt là những cái trong cái gà mỹ hay là những con chim chỉ thì nó đặc biệt là nó đẻ xong nó lại không có ấp nữa nó bỏ trứng nó rất là phung phí. Thì chúng ta đầu tư máy thì à, à, quý anh chị nào mà đã sử dụng qua máy rồi như sử dụng thùng xốp này kia rồi á thì một chiếc máy gì nó rất là quý. Tại vì chúng ta mua tầm bậy tầm bạ về ấp nó hư. Ví dụ một cái trứng gà mỹ giá trị nó phải năm sáu trăm nghìn hoặc hai ba trăm nghìn một trứng. Có trứng là cả triệu một trứng. Mà khi chúng ta ấp mà nó hư như vậy mà nó hư cả lần 100 trứng 20 trứng thì cái số tiền chúng ta thiệt hại rất là lớn, vài chục triệu đồng một mẻ ấp người chúng ta có thể thiệt hại rất là lớn. Mà cái hãng người ta không có cam kết bảo hành, người ta cũng không có đến sửa chữa tận nơi cho mình nó thành ra cái thiệt thòi mình rất là lớn. Thì máy trứng mít nếu mà bán kính trong vòng 200 km trở lại thì có nhân viên giao đến nhà hướng dẫn sử dụng và đồng thời máy hư hỏng sẽ có linh kiện mới gửi ngay tức về nhà cho mình. Nếu máy hư hỏng trong vòng 60 ngày hoặc là nó ấp mà chúng ta chưa hài lòng thì sẽ được đổi mới hoàn toàn hoặc là chúng ta trả hàng lại Ha, cái đó là máy ấp trứng mít có phiếu hành và có ghi cam kết ở trong đó quý vị mình có thể tham khảo những cái trang trại lớn đang sử dụng cái máy ấp của mít thì biết được là máy ấp trứng mít những cái chế độ hồng máy là hầu như làm quyết tâm để làm sao mà chúng ta tối ưu hóa được cái chăn nuôi ấp trứng là tỷ lệ cao nhất có thể còn cái chuyện lợi nhuận hay là lỗ à, lãi gì tính sao nó thì ví dụ tiền xe tiền cổ tiền thợ tiền công rồi máy trứng mít sẽ chịu hết cho mình là mình hoàn toàn không chịu chi phí ví dụ mình sử dụng đúng cách chứ mình cấm điện nguồn lung tung à, nó không đúng 220 trăm hai hoặc ta để mưa nó dột hay là nó ướt này kia nước nó vào nó len vô trong mấy cái vi mạch thì cái đó là cái đó là không 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 bảo hành được cái đó là mới phải thông cảm cho máy trứng mít ha rồi cái nhà mình à, xem video mình nhớ bấm vô cái nút like và nút đăng ký bên dưới nha thì cái mẫu này là mới nhất là nó có luôn bộ khử trùng ion và ozone thì cái ozone thì các nhà mình có thể bấm lên google để mình coi nó là cái gì ha nó sẽ tạo tăng cường cái nồng độ oxy và đồng hành nó sẽ lọc không khí bên trong thì với máy 300 trứng này thì giá của nó đang được giảm là 600 nghìn ha thì hiện tại giá nó còn là 4 triệu 500 với cái bản là lắp luôn cái ozone và 4 triệu 200 nếu mà chúng ta không lắp ozone thì cái ozone tác dụng nó là thứ nhất là lọc không khí đây cái bộ lọc nó nha còn cái bộ khuôn xương nằm trong còn đèn đèn chiếu sáng ha đây là cảm biến sensor sơ của Celeron thì cái ozone cả nhà mình có thể lên google để mình sạch mình xem nó là cái gì nha thì nó sẽ tăng cường độ suy si, lọc không khí lọc bụi ha còn bên hông này chúng ta có hệ thống xả khi nào nóng quá tự động nó hút ra cả nhà trên này thì cái cửa này có thể mở đi nha chúng ta thấy hai bản lề đó ha thì có thể nhấc lên để chúng ta thay uh, linh kiện hoặc là vệ sinh rất là dễ dàng còn cái mạch điều khiển này á, ví dụ chúng ta sử dụng có hư hỏng gì cái nhà mình tháo bốn con vít này ra ở trong nó có hai cái chân cấm gì, rút cái chân nó ra rút thẳng ra cầm nguyên cái hộp này cái hộp này ở trong nó khoảng tất vậy ha cầm nguyên hộp này gói lại ra bưu điện hoặc là ra xe gửi chuyển phát nhanh lên cho máy trứng mít thì máy trứng mít sẽ đổi cho mình cái khác cho nhanh ha tại ở đây có những cái bộ mà cũ mà sửa lại để xe cua thì cứ xây vòng xây vòng của ai hư thì mình lấy cái này mình đưa qua cho người kia rồi cầm kia về sửa sau đỡ mất thời gian để trứng nó không hư hỏng nha cái nhà nhớ đăng ký kênh để mình lấy cái đèn xôi này nha đèn xôi này từ 300 trứng đổ xuống nha bằng nhôm nha thì nó dùng pin uh, 3A rồi cái đèn này á, là dành cho từ máy năm năm trứng trở lên cái đèn này sạc bằng pin nha cái đèn này nó cường độ nó sáng hơn chút ha thì nhớ hai máy á, thì có thể là chúng ta sẽ được lắp một á, là option một là chúng ta uh, lắp luôn cái bộ ozone mà không tính tiền hai là chúng ta sẽ được lắp hệ thống giám sát thì tùy mình ha hoặc mình lấy cái kẹp bình này cũng được mà hai máy rồi thì thường á, là mình nuôi tại lớn á, thì mình sẽ phải có những cái uh, máy ốc và máy nở riêng thì ở đây là chỉ giao trước là máy ốc còn máy nở thì ít hôm sau sẽ giao lên sau ha thì mai sẽ quay cái video đăng lên tiktok cầm cả nhà mình vô xem cái trại của anh này xây rất là đẹp nha rồi cái nhà mình nếu mà nuôi chim trĩ chim công trứng ngang trứng ngỗng gì ấp đều được hết nha mỗi loại có khay riêng nha trứng ngang thì cái ô của nó là hàng ngang là 8 hàng xuôi hàng dọc vào là 8 là 64 trứng còn cái trứng gà là ngang là 10 và dọc là 10 là mỗi một ô vậy là một trứng nha thì cái này là khay nhựa bốn chấu ha nó sẽ đỡ cái trứng mình lên cái bốn cái chấu này nó sẽ không có bị nóng nha còn những cái rổ mà nó co vậy đó, là nó sẽ bao quanh cái trứng nó bị nóng mà nó cái nhiệt độ nó không có tiếp xúc được nha và cái này hầu như nó tiếp xúc chỉ có bốn cái chân này thôi còn lại là nó sẽ trống để cho chi không khí nó sẽ lưu thông nó luồn nó đối lưu nó nó, nó nó, gió nó đối lưu gió nó đối lưu nó, nó, làm cho cái trứng mình nó đều và nó, nó, nó phát triển cái phổi đều nha nhiệt độ nó đều thì máy này cân bằng bên trong là ca cài bao nhiêu nó chạy bấy nhiêu thì chúng ta có thể lấy cái nhiệt kế để chúng ta test lại ha ở bên này cái giải nhiệt độ C nè 30 nè 35 nè 36 37 là lên tới đây thì chúng ta có thể lấy để chúng ta đo lại hầu như là ở đây là đo đều đo trước hết trơn là độ chính xác rất cao hầu như là chính xác khoảng tầm 95 phần trăm thì máy này chúng ta sử dụng một số cái linh kiện là nó, nó dùng điện bình nó tiết kiệm điện hơn cái mẫu trước là khoảng tầm 15 phần đến 20 trăm nha thì máy này thì mỗi tháng tiền điện nó trung bình khoảng tầm trăm nghìn thôi chứ không có nhiều đâu thì nó là có inverter ha inverter là nó chuẩn xác cái nhiệt độ như vậy nè nó không phải như những cái bo phát phốc một này kia đời hồi trước á, chúng ta dùng cái người ta chế máy á thì nó lên xuống lên xuống lên xuống nó không có giữ một cái nhiệt độ ổn định thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới cái phôi trứng phát triển thứ hai nữa là nó bật tắt bật tắt liên tục thì cái, nó sẽ hao điện cho mình nó cái lượng tiêu thụ năng nó rất cao nha thì cái mẫu này là nhôm composite ha. ở đây là nhôm thanh nhôm 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 ở đây là trắng nhôm ở trong là composite cái này là hàng của đài loan nha cái mẫu cái cái vách này nè còn một loại nữa là bằng mdf chống ẩm ha thì cái mẫu mới thì cái màu này nó rất là sáng nha màu sáng mà chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh rồi quan sát rồi nó dễ ha thì cái mẫu này là mẫu trăm rưỡi trứng ha tối đa được trăm sáu tám nha chạy kính này kia âm ở trong hết nha âm hết rất là an toàn ha bắn lề nè bắn lề tử hết niềm đóng cửa tử nó hết vô luôn rồi giờ chúng ta sẽ xem thử bên trong ha thì ở bên dưới này sức chứa nếu mà cái sàn của máy 300 á, thì sức chứa nó khoảng tầm 200 trứng nha máy 300 đến 500 á, là sức chứa khoảng 200 trứng còn cái sàn máy này thì khoảng tầm 70 trứng nha thì chúng ta vào có thể là ba đợt ha một đợt chúng ta vào 50 50 cứ tuần chúng ta có vào 50 thì máy 300 chúng ta có thể ấp 200 100 hay là mấy chục trứng gì cũng đều được hết ví dụ chúng ta có quy mô trang trại mình nuôi gia đình nhưng mà số lượng gà mình hơi nhiều ví dụ như 50 con máy thì chúng ta mua cái máy ba bốn trăm trứng chúng ta dự phòng hoặc là mua máy 500 trứng dự phòng ví dụ nó có dư thêm chúng ta cũng muốn ấp được hoặc là có thể là nó uh, ấp mà nó dư một chút thì nó không sao mà ví dụ như nó dư nhiều ví dụ chúng ta mua cái máy 200 mà lỡ ví dụ nó phát sinh thêm 50 trứng hay bảy trứng chúng ta bỏ ngoài thì rất là tiếc nha Và tiền máy thì nó không có bao nhiêu máy 200 với 500 trăm thì nó chênh lệch nhau có sáu bảy trăm nghìn thôi à chúng ta mua máy càng to thì nó càng lại hơn ví dụ cái máy này 4 triệu rưỡi mà 300 trứng chia ra mỗi 100 trứng thì nó khoảng tầm có một triệu mốt mấy chục mà ha triệu mốt mấy chục thì tính ra là nó giá nó cũng mắc hơn thùng shop chút thôi nó không 300 trứng mà 4 triệu mấy à nhầm à, trứng mà chia cho một triệu rưỡi đúng rồi đúng không quý vị một triệu rưỡi à cũng là một triệu rưỡi à, có triệu rưỡi thôi nếu mà mua máy 500 thì tính ra còn có triệu mốt là tại 5 triệu rưỡi mà chia cho năm trứng thì tính ra 100 trứng là có triệu mốt à. Thì một máy chúng ta ấp như gì gom gì gọn thì nó rất là khỏe, tiết kiệm điện nữa ha. Và chúng ta có thể làm một cái chuỗi. Ví dụ như à cái, cái máy này là ấp của con gà giống A, này giống B, giống C, thì chúng ta làm một cái chuỗi. Nên bắt đầu chúng ta tách ra đưa ra cái máy nở riêng nha. Ví dụ như chúng ta phân loại đó gà Mỹ đó, nhất là gà Mỹ chúng ta phân loại thì đưa ra một cái máy riêng. Ở trên này có van tích lưu ha. Thì cái này khi mà cái đầu ẩm ở mùa đông chúng ta sẽ đóng lại ha. Chúng ta khóa lại chừa có khe hở nhỏ thôi. hở tí xíu thôi cái này thôi rồi khi mà mùa hè mà nắng nóng á chúng ta mở ra tại vì nắng nó bắt đầu cái hơi nước nó bốc hơi nhiều cái đỏ ngoài môi trường cao chúng ta sẽ xả nó ra ha, máy này, dưới chân có bánh xe hết nha thì ví dụ như vận chuyển mình có thể tháo ra nha, bánh xe này bánh xe 5 cm mấy hôm nay thời tiết thay đổi thì cái chất giọng mình nó có bị ảnh hưởng quý vị anh chị em cả nhà mình xem video thì thông cảm nha thì cái MDF này nó dày hai hai phân thì nó MDF nó có loại từ 100 nè, trăm rưỡi nè, 200, 300, 400, 500 gì nó có hết nha. Mà lên tới 600 là bắt đầu nó ngưng. 600 bắt đầu chuyển qua cái khung thép. Cái khung nó bằng thép luôn. Rồi tới 800, 1000, 1200 là khung bằng thép ha. Thì à, bữa giờ giao rất là nhiều cái mẫu này cho mấy cái quý vị mà up, à, nhiều nhất là hầu như là gà Mỹ ha, rồi bắt đầu tới à, bộ câu nè, rồi trứng ngang, trứng vịt này. À, là là rất là nhiều cái này hầu như đáp ứng cho cái thị trường uh, miền nam, uh, miền nam là còn miền tây, miền đông ha, rồi uh, trung bộ là uh, đa số sử dụng cái mẫu này. còn nếu như mà chúng ta ở khu vực tây nguyên thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng mẫu này. mùa đông chúng ta lạnh ha, Chứ tây nguyên thì dùng mẫu này. thì nhiệt độ nó xả nhiệt cũng rất là nhanh nhưng mà mùa đông á, ví dụ nó xuống 10 độ, 5 độ nó vẫn chạy được bình thường. nhất là ở tây nguyên là ở khu vực mà phía bắc, mà càng về bắc thì càng lạnh, mùa đông càng rét thì cái mẫu này nó chịu được khoảng tầm 5 độ C Và ví dụ như ở ngoài Bắc mà cái khu những khu lạnh nữa ha, những khu giáp biên giới Trung Quốc thì chúng ta sẽ tăng công suất nó lên một chút xíu thì nó chịu được khoảng tầm không độ C, 1 độ C Nó vẫn chịu được, nó vẫn ấp được bình thường nha Vẫn nở bình thường chứ không phải là rét là ấp được Vẫn ấp được, vẫn có phun nước, phun xương đầy đủ Rồi vẫn nhiệt độ vẫn sửa lên đủ 37 độ năm Này chúng ta mở ra mới vô nhiều Nó bị trên lệch Thì cái quạt hút nó đang hút nè ha Hút đang hút nó kêu ro ro nè đó nên nói nó vô nhiều nó không có giữ được cái độ ổn định à, thành ra muốn máy này mình cắm điện lâu thì nó chạy rất ổn định ha còn cái thao tác trên máy thì nó có cái phím này để chúng ta tắt bỏ đèn led bên trong nha chúng ta ấn cái mở ấn cái tắt ha rồi chúng ta muốn mở khóa để điều chỉnh mấy cái này thì nó có auto lock nó chạy là nó khóa lại nó khóa con nít đó, hoặc là người lạ người ta bấm được á thì muốn mở khóa ấn cái nút ổ khóa đây ấn giữ 5 giây ha rồi chúng ta ấn nút tên này hai lần thì cái dàn khay nó sẽ tự động chạy nó chạy đến khi nào mà chúng ta thám thấy ok chúng ta ấn ok đó thì nó dừng lại thì bây giờ chúng ta có thể rút cái khay ra dễ dàng ha quý vị thấy là nó tiên tím nó đang bắn cái tia xuống này ha nè Rút rút khay ra xếp trứng đầu nhỏ xuống dưới đầu lớn quên trên đẩy qua lại đó đây ha đặt cái đầu nhỏ xuống dưới đầu lớn quên trên cái tím nó đang bắn xuống ha. Mà cái tia này cường độ nó nhỏ lắm không sao hết nha. Cứ thò tay vô thao tác thoải mái, cường độ cái máy tia này nó rất là nhỏ, nó không có phải như mấy cái mẫu trước, mẫu ta không có sợ bóng nha. Tại cái tia cực tím là nó ăn da, ăn da cái nhà nó bị nám á. Thấy mấy mấy bà mà đi ra ngoài đường là sợ tia UV lắm. Bà trùm kính mít mấy bà um, bà trùm bít đầu hết, bít chân hết, rồi những cái khăn mặt hay cái gì cái này chống UV đó là cái tia UV là cái tia này nha là cái tác dụng nó là diệt khuẩn đó nha thì với cái mẫu này cái bộ phun xương của nó thì nó sử dụng hai loại một là chiếu tia hai là sử dụng cái cường độ gió để nó ép cho cái hơi nước nó bay lên thì nó có thể chúng ta sử dụng là 5 năm nó cũng chưa hư nữa thành ra với cái mẫu này là hầu như là không cần thay phun xương hầu như là không cần thay phun xương dùng là vĩnh viễn luôn dùng nào mà hết đời máy bốn năm năm thì đó chúng ta muốn đổi cái khác qua thế hệ mới hơn thì chúng ta ấp lên chứ còn hầu như là cái phun xương nó là không không hư được còn những cái mẫu trước có thể là phun xương nó bị ngâm trong nước lâu thời gian dài nó bị rỉ hoặc bị mục hoặc là bị nghẹt bét phun được nữa còn mẫu này là hầu như là cái phun xương không không hư được không hỏng mẫu 500 này ha 500 cũng khá là gọn nha mấy mẫu này thì ngang ngang là 5 tấc 8 sâu 6 tấc rưỡi và cao là 7 tấc rưỡi còn cái này cao 1 mét ha cao mét còn hang rộng thì cũng y vậy năm mét tám sáu rưỡi nha cái này thì khoảng tầm 25 kg máy này thì 30 kg thì cũng dễ khuyên khiên tới khiên lui rồi này kia khỏe lắm. còn em dép thì nó dày nó cứng hơn em ép thì dành cho những cái khu vực mát ha hoặc là mình miền nam mình cũng vẫn thể sử dụng bình thường nhưng mà với điều kiện là trong nhà mình phải có lá phong và nền gạch như vậy nó mát mẻ mới được chứ chúng ta để ngoài trại mà nói tôn rồi kia thì nó hóc nắng lắm nó sẽ không có hiệu quả cao bằng cái mẫu nhôm composite mẫu này thì chỉ dùng trong nhà ví dụ như ở đây ở à, dưới có nền gạch trên là có la phong quay nè đó rồi là chúng ta để ấp thì nó rất là tiết kiệm điện anh này là ưu điểm của anh là tiết kiệm điện cực kỳ <laughs> quý vị nào mình có thắc mắc gì thêm đó, thì cứ inbox trực tiếp cho máy trứng mít qua cái zalo là 0888622879 nha còn cái số mà 0903090330 cái số này là à, nó bị đầy rồi nó bị đầy là hiện tại là à, tiếp theo là cái 88862289 bên dưới màn hình cả nhà mình nha có gì cứ kết bạn rồi có cần thông tin gì thì máy trứng mới sẽ cung cấp thông tin cho mình còn bán kính xung quanh thành phố hồ chí minh hay là xung quanh gần những đại lý sẽ được giao hàng tận nơi miễn phí có nhân viên tới hướng dẫn à nhưng mà đặc biệt là à, đường phải có xe tải vô được nha tại à, gần gần thì chở xe máy nhỏ nhỏ chở xe máy được chứ xa đi xe tải mà à, nhiều khi chạy hai bên đường đan mà nhỏ quá buông được cũng khổ lắm nhiều khi vô bị kẹt bị lật xe bị lúng máy cài kéo ra kéo vô hoài Cái đó là bị suốt nha Rồi ngày mai sẽ uh, có cái video mà giao cái hàng này lên tới cái trại của anh Việt ha Thì uh, mời cái nhà mình xem cái trang trại của anh rất là đẹp nha Mình đang để mai xin phép ảnh là được quay một số cái cảnh Tại vì dầu tiếng là gần hồ á Cảnh đẹp lắm rừng cây này kia sông hồ rất là đẹp mình nuôi gà lý tưởng lắm nha Rồi uh, cuối cùng kết thúc video thì uh, cũng xin chúc cả nhà mình dồi dào sức khỏe và làm ăn càng ngày càng phát tài nha an khang thịnh vượng xin chào và xin hẹn gặp lại